quý vị, du học đó chắc chắn là ước mơ của bất cứ người trẻ nào mong muốn được học tập nơi trời Tây, nhưng lại không dễ thực hiện khi mà không đủ tiền, đúng không ạ? Vậy chúng tôi muốn các bạn thử tìm hiểu về Au Pair, chương trình trao đổi văn hóa tiết kiệm và bổ ích đang được rất nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới lựa chọn mà lại không quá phải lo lắng về chi phí ăn ở. Và Việt Nam cũng đã biết đến mô hình này với sự ra đời của tổ chức Au Pair Việt Nam. 10 năm qua thì rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã biến ước mơ của mình thành hiện thực khi tiếp cận với chương trình này. Quý vị sẽ tò mò thực chất Au Pair là gì? Vậy hãy cùng gặp gỡ những người bạn trẻ trong phóng sự sau đây để lắng nghe những trải nghiệm thú vị của họ khi mà tham gia chương trình này. Tôi đã học tiếng Pháp cũng phải được 12 năm, vì thế tôi rất là muốn khám phá văn hóa Pháp. Sinh viên năm thứ 3 thì làm gì có tiền và cũng rất là ngại xin bố mẹ. Cái ước mơ đi nước ngoài của mình nó rất là lớn. Tất cả bọn họ đều đã tìm được chìa khóa để biến ước mơ thành hiện thực. Chương trình Au Pair là một chương trình giao lưu văn hóa. Một bạn trẻ khi tham gia chương trình này sẽ được một gia đình ở nước mà bạn đăng ký nhận nuôi. Cái gia đình mà tôi được gặp mặt đó là một gia đình của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng Sonny Anderson ở Lyon, ở thành phố Lyon, và điều đấy cũng làm tôi rất là hứng khởi. Theo những quy định chặt chẽ của tổ chức Au Pair Thế giới, bạn được đối xử bình đẳng như một thành viên trong gia đình, giúp cha mẹ nuôi trông em bé hoặc làm những công việc nhà nhẹ nhàng, trong khi gia đình nuôi sẽ cho bạn tiền tiêu vặt hàng tháng và tạo cơ hội để bạn được đi du lịch, học hỏi, giúp bạn hiểu về văn hóa của đất nước. Chi phí để tham gia chương trình là khoảng 20 triệu đồng. Bạn chỉ cần có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, ví dụ như bạn có em hoặc đã từng đi làm thêm trông trẻ, và vượt qua kỳ kiểm tra tiếng tại tổ chức Au Pair Việt Nam. Đối với mình có rất là nhiều kỷ niệm và trau dồi thêm được cái khả năng ngôn ngữ rồi giao tiếp. Mình có một cái cơ hội là đi sang Thổ Nhĩ Kỳ để thực tập về cái chuyên ngành giảng dạy của mình. Thế thì khi mà phỏng vấn thì cái người phỏng vấn mình tức là qua một loạt rất nhiều hồ sơ thì bà rất khó tính mà không chọn ai. Thế nhưng mà khi phỏng vấn mình xong thì bà quyết định là ok sẽ chọn người này. Bà nói rằng là bởi vì trong hồ sơ của mình đã có kinh nghiệm Au Pair. Tôi cảm thấy rất là vui là chúng tôi đã mang cái chương trình này về Việt Nam. Không chỉ là người dẫn đầu, người đầu tiên mà bây giờ chúng tôi đã tạo ra một cái ngành mới, một cái lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực giao lưu văn hóa quốc tế ở Việt Nam. Đối với bản thân các cái học sinh và sinh viên khi đi sang kia thì người ta học hỏi được rất nhiều từ kinh nghiệm sống. Thế và khi quay trở về Việt Nam học thì những sinh viên này thường có kết quả rất là tốt. Sang nước ngoài làm con nuôi, một năm ăn cơm nhà người lạ, trở thành thành viên trong một gia đình không quen biết, dọn dẹp nhà cửa, trông em bé, tưởng như khó tin và ít người dám lựa chọn. Về Việt Nam rồi họ vẫn hỏi thăm tôi qua email, vẫn nhắn tin qua điện thoại cho tôi, hỏi thăm sức khỏe tôi. Và đấy là những cái gì mà tôi trải nghiệm qua chương trình này. Au Pair cũng là một thử thách. Cũng có những bạn đã không thể thích nghi với nền văn hóa nước mới, cũng như không hòa hợp được với gia đình nuôi. Thế nhưng 10 năm qua đã có hơn 1.000 bạn tham gia chương trình này, và còn rất nhiều các bạn trẻ khác cũng muốn thử sức. Bởi hơn tất cả, những trải nghiệm và sự học hỏi không ngừng mới chính là đảm bảo cho những thành công sau này của mỗi người. Vâng, rất nhiều lợi ích mà bạn có thể có được khi mà trở thành Au Pair. Không chỉ là học và làm công việc mà nhiều Au Pair còn có thể có cơ hội du lịch dài ngày đến những vùng đất mới cơ ạ. Và các bạn trẻ, nếu như các bạn có trình độ ngoại ngữ và mong muốn được trải nghiệm ở những đất nước phát triển thì hãy mạnh dạn đăng ký phỏng vấn để trở thành một Au Pair Việt Nam, bởi nó hoàn toàn trong tầm tay của bạn, và chúc các bạn thành công. Vâng, đến đây Chào Buổi Sáng cũng xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.